Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 25 cái token Zen SC Blinpook. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Rồi ở đây thì mọi người chọn sao chép. Rồi quay trở về. Nhập vào. Tiếp theo thì mọi người sẽ gửi cho nó địa chỉ ví BSC. Thì địa chỉ ví mọi người có thể lấy ở trên Chút Wallet hoặc MetaMask. Rồi kích chọn Don. Sau đó gửi cho nó đường link mọi người đã retweet bài đăng ở trong kênh CryptoThao nhé. Trong cái kênh liên kết đấy. Mọi người quay lại Twitter này. Đây là cái bài đăng mọi người đã retweet. Thì mọi người sẽ bấm vào chia sẻ. Rồi sau đó thì sẽ chọn sao chép. Và quay trở lại. Rồi tiếp theo chọn balance kiểm tra số dư. Đó thì số dư mọi người sẽ nhận được 25 cái đồng token này nhé. Và bấm chọn withdraw để xem cái ngày phân phối. Thì dự án này nó sẽ bắt đầu phân phối trong vòng 7 ngày khi nó kết thúc cái airdrop này. Và airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày bao nhiêu đây? Cũng không thấy nói là thông tin. À đây. Airdrop nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và sau đó 7 ngày nó sẽ phân phối nhé. Tức là vào ngày 22. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.